con hình nhân này. Ôi, em xin lỗi trong phòng ạ. Tại cô ấy mấy lần cứ mồi chài cháu ấy. Sao cô dám đến đây hả? Ai cho phép cô ấy đến đây? Anh có được hôn? Từ bây giờ không được xen vào cuộc sống của tôi. Tôi nói cho anh biết là con người ai cũng có quyền tôn trọng. Dạ, chào cô ạ. Ừ, sang đấy à? Dạ. Cô nghe nói là phòng kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn đúng không? Với vai trò là trưởng phòng, cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà thúc đẩy doanh số của công ty nhé. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng gấp 200% luôn. Để sau này còn là cánh tay phải đắc lực cho vợ tương lai chứ ạ. Mà cô ơi, hình như tuần này cô ấy về Việt Nam đúng không? À, thì đúng lịch ý, thì là hết tuần này Ngọc Anh sẽ hết khóa tu nghiệp và sẽ trở về Việt Nam. Nhưng mà con bé vừa gọi điện cho cô, nó thông báo là lùi lại lịch về một tuần nữa. Cô với bố mẹ cháu cũng đang định là sang tuần cho hai đứa gặp nhau và tính đến chuyện kết hôn luôn nếu mà hai đứa đồng ý. Nhưng mà bây giờ như thế này chắc là cô phải lùi lại sang tháng sau vậy. Dạ vâng ạ, nhà cháu thì lúc nào cũng luôn luôn đồng ý rồi ạ. Thôi được rồi, cô sẽ gọi điện để cáo lỗi bố mẹ cháu. Còn bây giờ cháu đi làm việc đi. Suýt thì quên. Sang này, đây là lao công mới của công ty. Cô gặp cô ấy trong một hoàn cảnh thấy đáng thương quá, thế nên đưa cô ấy về làm công ty mình. Có gì thì cháu giúp đỡ cô ấy nhé. Dạ vâng ạ. Chào anh ạ, mong giúp đỡ. Ôi, cái con hình nhân này. Em xin lỗi trưởng phòng ạ. Không hiểu sao chủ tịch lại có thể đưa một cái con lao công vừa lùn vừa xấu như mày về làm được chứ. Xời. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì hả? Nếu mà cảm thấy mình có lỗi ấy thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Đừng để tao ngày nào cũng thấy mày lảng vảng trước mặt tao nữa. Anh cái gì? Làm sao hả? À, tao bảo này, hay là không muốn xin nghỉ việc ấy thì chạy lên tầng thượng đi, xong rồi nhảy bục phát xuống. Thế đỡ phải nghỉ việc. Anh bỏ ra. Sao cô dám đến đây hả? Ai cho phép cô đến đây? Mấy hôm nay không đến tìm em, anh làm cái gì thế? Em nhớ anh lắm. Nào cô có bị vấn đề không hả? Sao mắt cô dày thế? Tôi đã bảo là cô đừng đến đây tìm tôi nữa, cô phải tôn trọng tôi một chút chứ. Nhưng mà em không cam tâm, em không thể để như thế được. Hết rồi, chuyện của chúng ta thế là xong. Cô đi ngay đi, đi hộ tôi cái. Không được, rõ ràng là anh nói là anh yêu em cơ mà. Cút đi, mà vợ sắp cưới của tôi sắp về đến Việt Nam rồi đấy. Cái nữ tầm thường như cô ấy thì làm gì có cửa mà sánh vai với cả vợ tương lai của tôi chứ hả? À, ra thế, ra là anh có vợ tương lai đấy, anh ấy bỏ tôi có đúng không hả? Chứ còn sao nữa, cô ấy là người kế nhiệm của cái ghế chủ tịch tập đoàn tôi đang làm đấy. Cô lấy cái tư cách gì mà dám so đo với cô ấy? Mà tôi nói trước cho cô nhá, từ bây giờ không được xen vào cuộc sống của tôi. Từ trước nay ấy, tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Anh dám nói như vậy hả? Tất cả cũng chỉ là chơi bời thôi. Mà cô cũng tự nguyện cho tôi chơi còn gì. Anh là đồ khốn. Anh là đồ khốn nạn. Anh đuổi tôi cũng được, nhưng anh không thể đuổi con anh được. Cái gì? Con à? Đúng. Anh à, bây giờ chúng mình có con rồi, anh đừng đuổi mẹ con em cũng được không? Nếu mà anh bỏ mẹ con em rồi, mẹ con em biết sống sao bây giờ anh? Con điên nè, sao mẹ lại để con thai cơ chứ? Nhưng giờ mình yêu nhau, có con là chuyện bình thường mà. Được rồi, im lặng và lặng lẽ đi giải quyết đi. Giải quyết á? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cô cái số tiền thừa ấy, coi như là bồi thường tinh thần cho cô. Tôi làm như thế là tử tế với cô lắm rồi đấy. Xong cô cút ngay đi. Anh không thể làm như thế với em. Bỏ ra. Thôi, không sao. Cái
con danh con này, ai cho mày xen vào chuyện của người khác hả? Cô đi, không hắn không tha cho cô đâu. Tôi xin lỗi trưởng phòng ạ. Con danh con. Chúng ta đi thôi. Ai cho cô xuất hiện ở đây hả? Tôi đã nói cô như thế nào rồi, cô muốn tôi phải xử lý cô như thế nào hả? Muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô à? Đây là công ty của tôi, mắc mớ gì mà tôi không được ở đây? Anh có cớ gì mà đuổi tôi? Công ty của cô á? Sang đấy à? Dạ. Chào cô ạ. Sang này, cô mới đưa thư về công ty mình làm việc. Cô sắp cô ấy về phòng kinh doanh, xong chị bảo thêm cho cô ấy nhé. Dạ. À, cô nghe Ngọc Anh nói là Thư có hoàn cảnh khá đặc biệt, đang mang bầu mà người yêu lại từ chối, ép phá thai. Cô ấy định làm mẹ đơn thân, thế nên cô muốn giúp đỡ cô ấy, đưa về công ty làm cho có thu nhập ổn định. Dạ, chào các bác chủ tịch ạ. Ừ, thế có gì không hiểu thì cứ hỏi trưởng phòng nhé. Chào cô ạ. Ừ. Cô. Anh yên tâm, tôi không nói cho ai biết anh là tác giả của cái thai đó đâu nhé. Còn khốn lao công này. Mày đây rồi, con thần kinh nhỉ, mày đứng lên. Có phải mày bép xép với cả chủ tịch để cô ấy đưa con Thư về đây làm việc đúng không? Tôi thương cô ấy. Ôi, mày bị điên à? Dạ, chủ tịch ạ. Dạ, cô ạ. Cậu đang làm cái gì? À, dạ, cô đừng có hiểu nhầm ạ. Cháu chửi cô ta là có lý do cô ạ. Tại cô ấy mấy lần cứ mồi chài cháu ấy. Nãy còn định lao vào ôm cháu, thế cho nên là cháu mới chửi cho một trận đấy ạ. Anh nói láo đủ rồi đấy. Mẹ, người này có đủ tiêu chuẩn là con rể của mẹ không? Mẹ. Mẹ. Con đến rồi đấy à? Để mẹ triệu tập cuộc họp công ty. Trong đấy có cả Sang, người mẹ chấm làm chồng tương lai cho con đấy. Kìa mẹ. Con đi tu nghiệp mấy năm ở bên nước ngoài, bận đến mức không có thời gian mà yêu đương. Mẹ với lại bố mẹ cậu Sang vốn là bạn bè ở quê từ thời xưa. Mẹ cũng mang ơn bố mẹ cậu ấy. Gần đây gặp lại, mẹ cũng muốn nối lại mối quan hệ cũ. Mẹ đã đưa cậu Sang về làm trưởng phòng ở công ty rồi. Mà mẹ thấy cậu ấy khá ổn đấy chứ. Con với người ta đã gặp nhau bao giờ đâu, còn chưa hiểu gì với nhau hết ý. Thì mẹ có ép con đâu, người quyết định vẫn là con cơ mà. Con cứ gặp cậu ấy đi, nếu cảm thấy hợp ấy thì tiến tới. Con cũng đi tu nghiệp lâu rồi, ở công ty không ai biết con cả. Mà mẹ đưa ảnh của con cho anh Sang xem chưa đấy? Chưa. Thế thì tốt, con muốn làm một phép thử. Cái con bé này, dù gì con cũng muốn người ta yêu con mà con người thật của mình, chứ không phải vì con là người kế nhiệm cái ghế chủ tịch. Thôi được rồi, tùy con đấy. Với một người như anh, tôi nhìn mà cảm thấy khó chịu. Nói gì đến mồi chài anh, anh nghĩ mình là ai vậy? Ngọc Anh. Mẹ, để con nói, với người này không phải ngại mẹ ạ. Mẹ có biết cái người làm cho cô bé kia có thai là ai không? Là anh ta đấy. Cái gì? Chơi xong rồi quất ngựa truy phong, muốn phá thai, thậm chí còn định đẩy cho người ta sảy thai nữa. Sao cậu ác thế à? Cậu... Không những thế, anh ta còn hách dịch, sỉ nhục, coi thường người khác. Tôi nói cho anh biết là con người ai cũng có quyền tôn trọng. Anh lấy cái cớ gì mà sỉ nhục, coi thường người ta? Em à, cho anh xin lỗi nhá. Tại do anh không biết là em, thế nên anh mới... Anh thôi đi, tôi quá hiểu con người của anh rồi. Không ngờ tôi suýt trao nhầm con gái mình cho một kẻ không ra gì. Cậu mới là trưởng phòng thôi mà anh đã lấy cái quyền sỉ nhục người khác. Bây giờ anh mà làm chồng của chủ tịch thì không biết còn coi thường người ta như thế nào nữa. Kể từ ngày hôm nay anh chính thức bị đuổi việc. Cô ơi, Ngọc Anh nó là chủ tịch mới của công ty này, con bé có quyền quyết định, tôi không can thiệp được. Mời đi ngay cho. Và nên nhớ, đừng làm thằng đều nữa.
thì không có đất mà dung thân đâu. Để mà tôi phải cướp cả. Tiện thể tôi cũng xem cô ngoại tình bị bắt quả tang đấy. Tao không có ảnh. Thấy bảo là không thích chụp, nhưng mà tao nghe nói là đẹp trai lắm nhá. Nhìn lại còn sáng sủa nữa, nhà lại còn giàu cơ. Lần này tao mà câu được ấy thì kiểu gì tao cũng sẽ bao mày một chầu. Thôi, tao cúp máy nhá. Chắc là nhân viên công ty thiết kế đến rồi. Có gì tao gọi lại sau. Bye bye. Anh ngồi xuống đi. Anh quan sát kỹ cho tôi và sau đấy đề xuất phương án. Nhưng mà tôi nói trước là tôi rất là kỹ tính đấy. Thấy bảo công ty anh có tiếng tăm, thế cho nên là tôi mới liên hệ. Vâng. Chăm sóc khách hàng lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của công ty chúng tôi. Cô cứ yên tâm. Mà này, anh có phải là anh Toàn không? Sao cô biết tôi à? Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ. Đúng rồi, nhưng cái bọn học giỏi như anh ấy thì làm sao mà để ý đến những đứa cá biệt như tôi được. Mà tôi thấy bảo anh ghê gớm lắm cơ mà, học lại còn giỏi nữa. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ phải làm một cái việc gì đấy như là bác sĩ hoặc là kiếm ra nhiều tiền. Thế mà cuối cùng lại làm cái nghề thiết kế quèn này à? Thiết kế thì sao? Không phải là nghề à? Nghề thì cũng có 5-7 loại nghề, người thì cũng phân ra nhiều loại. Ở cái xã hội này ấy, nếu mà không có đẳng cấp ấy thì nói chuyện chẳng có ai nghe đâu. Tôi không muốn nghe những lời nói vô bổ của cô. Tôi đến đây để làm việc. Anh thái độ như thế với khách hàng của mình à? Tôi đang là thượng đế của anh đấy. Nếu mà anh làm tôi không vui ấy thì cái hợp đồng này coi như bỏ. Được, tùy cô thôi. Dạng khách hàng thượng đế cho cô, công ty chúng tôi không cung phụng nổi. Anh mà cũng dám tự ý hủy hợp đồng á, anh không sợ bị đuổi việc à? Khi khách hàng đã không có thành ý thì hợp đồng này có hay không cũng không quan trọng. Chào cô, tôi về. Đã nghèo rồi lại còn sĩ diện. Để tao chống mắt lên xem, sớm muộn mày cũng phải sáng mắt thôi. Sao anh không đem nhẫn? Anh quên mất. Mà sao em cứ hỏi lắm thế nhỉ? Anh phải có trách nhiệm của người đã có gia đình chứ. Anh cứ trách em. Được rồi, anh xin lỗi. Thôi, em về nhà đi. Anh còn đi gặp khách hàng nữa. Đi gặp khách hàng? Tại sao sớm nước hoa thơm phức thế? Hay anh giấu em đi lén lút với con nào? Làm gì có con nào. Em đừng có mà suy nghĩ lung tung. Thôi, anh không đứng đây để đối co với em nữa đâu. Anh đi đây. Em tên là Trang đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Bình thường em sở thích gì? Em năm nay 22 tuổi. Bình thường em thích đọc sách, xem phim và đi du lịch. À, thế ạ? Nhìn anh bên ngoài đẹp trai hơn nhiều đấy. Anh ấy bình thường thôi. Em uống thêm nước không? Uống có anh này. Nhà em mới sửa, thế cho nên là vẫn còn sơ sài. Anh ngồi xuống đi. Em đi lấy nước cho anh nhá. Anh uống nước ạ. Anh cảm ơn. Lão Long kia! Anh dám lén lút sau lưng tôi cặp bồ ạ. Anh nói em đi làm, mà giờ này em còn ngồi vú hí cái gái. Được. Em hiểu lầm rồi, anh không quen biết gì cô ta cả. Anh thề đấy. Hai người, chuyện này là như thế nào? Đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Hôm nay tôi bắt tận tay rồi. Đừng có ai trốn. Khổ quá, anh nói thật mà. Anh chỉ ngồi đây chờ khách thôi. Cô ta tự dưng đến làm quen với anh. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Đúng rồi đấy chị ạ. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm à? Tính anh nó còn lạ gì nữa. Hôm nay cô sẽ dạy cho đôi mèo mả và đồng này một bài học. Chồng bao mày còn dám cướp à? Em bình tĩnh đã. Thảo ra. Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi ạ. Anh là đồ khốn ạ. Tôi vất vả kiếm tiền nuôi con đẻ cái, cô dựa vào đâu mà phá hoại hạnh phúc người khác? Tôi đã bảo với chị tất cả đều là hiểu lầm rồi, sao chị cứ không tin tôi thế nhở? Chị không thấy mình quá đáng à? Tôi xin lỗi. Mày đang thằng nào? Tránh ra. Anh ơi, cái con mụ này bị điên rồi. Đã cướp chồng người khác còn mạnh mồm à? Này, ai thèm cướp chồng của cô? Cô mở to mắt ra mà nhìn. Đây là bạn trai của tôi. Chồng cô chẳng có gì để mà tôi phải cướp cả. Anh, sao bây giờ anh mới đến? Cô làm gì vậy? Hóa ra là bị bắt cá hai tay. Này, chị đừng có mặc quá đáng. Cô thôi đi. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Đừng nên gây ảnh hưởng đến hàng xóm chị ạ. Thôi, có việc gì mình về nhà bảo nhau nhỉ? Xin anh. Anh lo mà dạy lại cô người yêu của anh đi. Còn anh, về nhà giải thích với tôi. Anh. Bỏ ra. Anh cười cái gì mà cười? Mà anh quay lại đây làm gì đấy? Tôi đến để giải quyết nốt hợp đồng với cô ấy. Tiện thể, tôi cũng xem cô ngoại tình bị bắt quả tang đấy. Những lời cô ta nói mà anh cũng tin được à? Có điều kiện như tôi ấy, việc gì phải làm dăm ba cái trò lén lút như thế. Tôi đi xem mắt, nhưng mà bị người ta lừa. Cô đi xem mắt á? Đúng thế. Nhưng mà giờ chẳng hiểu anh ta chết ở đâu rồi đấy. Mà thôi, bây giờ tôi không có tâm trạng để giải quyết công việc với anh đâu. Anh đi về đi. Sao gọi mãi không được thế nhở? Cô không cần phải gọi nữa đâu. Tôi đã bảo là tôi không có thời gian để giải quyết công chuyện với anh rồi. Mời anh đi về cho. Người cô cần tìm có phải giám đốc của công ty thiết kế phải không? Sao anh biết? Người đó chính là tôi. Cái gì cơ? Là anh á? Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi không lừa cô. Có phải số cô không? Là anh thật à? Tại sao lại không phải là tôi? Nhưng mà rõ ràng anh bảo với tôi anh là nhân viên thiết kế mà.
Tôi nói tôi là nhân viên thiết kế hồi nào, từ đầu tới cuối đều là cô tự nói, cô tự bịa ra. Bây giờ còn đổi thời cho tôi à? Anh ơi, tôi xin lỗi. Những cái chuyện mà xảy qua mấy hôm trước ấy, anh bỏ qua cho tôi nhá. Để tôi giới thiệu lại, tôi là Trang. Mong là tôi với anh có thể bỏ qua hiểu lầm, làm quen lại từ đầu anh nhá. Như sáng nay cô nói, người cũng có 5-7 loại. Loại người như cô, tôi không muốn quen biết. Anh ơi, nếu anh mà cho tôi cơ hội ấy, thì tôi chắc chắn là anh sẽ có nhận thức khác về con người tôi đấy. Đảm bảo luôn. Thôi, cô về mà xem xét lại bản thân mình. Từ sau ấy, đừng có khinh thường người khác. Cô hẹn kết thúc tại đây. Chào cô tôi đây. Chờ anh một tí nhé. Mày bị điên à? Bị bắt là ngồi tù đấy con ạ. Mà mẹ yên tâm đi, ông Minh á khù khà khù khờ, con muốn bỏ ông ta lâu rồi. Nhân cơ hội này cứ cho đi tù luôn mấy năm đi để con rảnh nợ. Nhưng mà làm sao con thể nhận lỗi thay Linh được ạ? Này, thế con bỏ bây giờ có trả tiền không hả? Ơ, giả cái mũ đấy. Hôm nay quên mang tí. Hay là để mới sau em trả anh ạ? Cái gì? Cô đùa tôi đấy à? Bây giờ nhá, cô giả tiền tôi hay là định như thế nào đây? À, hay là bây giờ anh chở em về nhà, rồi em lấy tiền trả anh được không ạ? Cái gì? Cô không nghe báo đài giờ đưa tin là đưa về nhà xong rồi chạy mất dép luôn đấy à? Hả? Ơ, tôi không cần đâu, bây giờ tôi quan trọng là cô phải đưa tiền cho tôi. Thôi, nói chung là bây giờ cô làm nào làm đưa tiền đây. Thế bây giờ anh muốn thế nào ạ? Nào á? Thế là ở đây đã có rồi. Em chờ anh một tí nhé. No, không biết ra. Đi, 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 đi. Này, này, anh định làm gì đấy? Này, làm gì là việc của tôi. Mà tôi nói cho anh biết nhá. Cô ấy đi xe của tôi bây giờ định quỵt tiền của tôi đấy. Bao nhiêu tiền? 5 lít. Cái gì? Đi tận những đâu mà tận 500.000. Ừ. Từ nãy giờ đi lòng vòng, tôi mệt, tôi lấy 5 lít đây làm sao? Thế bây giờ có giả không? Không giả đứng ra thì tôi tự giải quyết. Rồi. Được. Anh về nhé. Nhớ mặt tao vậy. Cô có làm sao không? Cảm ơn anh nhé. Tôi trả tiền anh được không? Thôi không cần. Mà tôi phải đi luôn đấy. Tôi lôi cuộc họp mất rồi. Chào cô. Này, anh ơi, tôi còn chưa biết tay anh cơ mà. Giời ơi, giờ con ngồi đùng đỉnh đấy à? Nhanh lên con, chứ chuyện này bây giờ phải tính thế nào? Mẹ cứ bình tĩnh xem nào. Làm gì mà mẹ cứ phải cố hết cả lên đấy. Mày bị điên à? Bị bắt là ngồi tù đấy con ạ. Nhưng mà con với mẹ có ký vào đồng giấy tờ đấy đâu mà mẹ lo. Ý con là sao? Mẹ à, bây giờ ấy, mẹ với con ấy phải liên kết với nhau, bắt chồng con ký vào cái đồng giấy tờ đấy rồi nhận tội thay cho mẹ con mình. Không được. Thằng Minh nó là người tốt. Từ ngày nó lấy mày, nó cung phụng cái nhà này như thế cơ mà. Bắt nó là nhận thay ấy, mẹ thấy không được. Thế mẹ không đồng ý thì mẹ ký vào đồng giấy tờ đấy rồi đi đầu thú đi. Miễn sao ấy, mẹ đừng có lôi con vào cuộc nữa. Lại càng không được. Mẹ có chết cũng phải lôi con theo. Mẹ không thể sống thiếu con. Thế thì giờ chỉ có cách đấy thôi. Mà mẹ yên tâm đi, ông Minh á khù khà khù khờ, con muốn bỏ ông ta lâu rồi. Nhân cơ hội này cứ cho đi tù luôn mấy năm đi để con rảnh nợ. Thôi, thế cũng được. Nhưng mà làm thế nào để nó chịu nhận bây giờ? Mẹ yên tâm, con có cách. Liệu có được không con? Mẹ yên tâm đi, con đã bảo rồi. Nhìn hắn ta to con này thôi, chứ não có khi còn chưa bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Kiểu gì cũng mắc bẫy thôi. Thế cũng được,
Thôi, mẹ con mình đi. Ừ, thì sao về muộn thế hả con? Con vào ăn cơm đi. Chồng ơi, chồng đi làm về có mệt không? Hay là để em sang bóp vai chồng nhá? Thôi, không cần. Mà sao hôm nay mọi người lạ thế hả? Nhà hôm nay có chuyện vui gì hả? Chắc chồng con đói lắm rồi đấy. Con lấy cơm cho chồng con ăn đi. Anh để em gắp thức ăn cho. Anh ăn đi. Đây, con ăn nhiều vào, ăn no vào nhá. Không, sau này không được ăn ngon đâu. Mẹ nói vậy là sao ạ? Lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Thôi, thế thì em không giấu anh nữa nhá. Thật ra, công ty em phá sản rồi. Bên đấy, họ bắt em đền những 10 tỷ liền. Mà anh biết đấy, em với mẹ thì làm gì có khả năng để trả anh. Nên là kiểu gì cũng bị công an gọi đến bắt ngồi tù vì tội lừa đảo thôi anh ạ. Nhưng mà anh làm gì có 10 tỷ để cho em trả nợ bây giờ? Mẹ biết là con không có tiền, nhưng mà mẹ có cách đấy. Con cứ ký vào đây, và con nhận mình là chủ mưu. Mẹ và Linh chỉ là nạn nhân thôi, không liên quan con ạ. Nhưng mà làm sao có thể nhận lỗi thay Linh được ạ? Anh, mà anh nhìn xem, mẹ mình già cả thế này rồi, làm sao mà mẹ mình có thể đi tù thay em được, đúng không mẹ? Ừ, đấy, mẹ già rồi, tay chân còn run lẩy bẩy, đến cái bút còn không cầm được, thế nên mẹ không đi tù được con ạ. Mà anh không thương mẹ, thì anh cũng phải thương lấy con chúng ba chứ. Cái gì? Con chúng mình á? Em có con thật rồi á? Con có con lúc nào đấy? Sao mẹ không biết nhỉ? À, thì con đã kịp nói đâu hả mẹ? Đấy, anh xem. Bây giờ em mà vào tù thì làm sao con chúng ta phát triển và lớn như bình thường được? Mà mẹ vào tù hộ em thì lấy ra ai để mà chăm sóc em và con hả anh? Đúng đấy con ạ. Mẹ sẽ thay con chăm sóc cái Linh như lại cháu ngoại của mẹ. Nhưng chuyện này con... Thế thôi, để mẹ đi nhận tội vậy. Thôi, mẹ mà đi là con sẽ đi theo mẹ đấy, cả cháu của mẹ nữa. Mẹ đi thật đấy. Ôi chồng ơi, em đúng là không sai khi mà lấy anh mà. Mẹ cũng không nhìn nhầm chàng dê của mẹ nhỉ. Thôi, là con ăn cơm đi nhá. Anh ăn cơm nhá, ăn nhiều vào nhá. Ngồi đây đi. Mẹ đấy, suýt nữa thì mẹ làm hỏng chuyện của con đấy. Lại còn trách mẹ nữa à? Nhưng mà phải nói là mẹ con mình phối hợp ăn ý phết nhỉ. Mẹ con mình nhá, phối hợp ấy, cứ phải gọi ăn ý như là mẹ con nhà cám ấy. Bố cổ. Này, thôi được rồi, cầm cái tài liệu này gọi cho thằng Tú nó lo liệu đi. Không thì là toang đấy. Mẹ lo gì, con tính nhẩm sơ sơ nhá. Riêng đợt này á, ông Minh phải đi ít nhất là 10 năm 6 tháng. Thế cơ à? Thôi, mẹ con mình qua nhà Tú luôn đi. 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 Mẹ, mẹ nhìn này. Gớm. Hôm nay con gái cho có gì mà vui thế? Cứ như là chồng ra tù không bằng ấy. Này, mẹ buồn cười rồi đấy. Có mỗi câu đấy, mẹ cứ nhai đi nhai lại suốt 7 năm trời, mẹ không thấy chán à? Chán làm sao được. Bà cứ nghĩ đến việc lừa được nó đi tù là mẹ đã thấy vui. Bà công nhận.
là nó ngu hết phần thiên hạ nhỉ. Thôi mẹ đừng nhắc nữa, không lại bất ngờ xuất hiện bây giờ. Mẹ thách đấy. Mẹ ơi, vợ ơi, mở cửa cho anh với. Không thể nào. Chẳng lẽ mẹ độc mồm thế? Làm gì có chuyện đấy. Để yên mẹ ra xem thế nào. Con chào mẹ ạ. Sao con ra tù sớm thế? Mẹ cũng chạy án cho con đâu. Con cải tạo tốt, thế cho nên người ta cho con về sớm ạ. Linh. Linh. Này, con đánh tên gì đấy? Chắc bây giờ nó lớn lắm rồi đúng không? Nó đâu để cho anh gặp nó? Là anh thật à? Là anh đây. Làm gì có con nào? Là sao ạ? Thế mày bị lừa mà không biết hả con? Bảo sao? Từ hồi con đi tù, không có một ai đến thăm con dù chỉ một lần. Bây giờ con đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hai người. Thật ra thì là tại anh ngu, thế là tôi mới lừa anh thôi. Mà tôi cũng thông báo cho anh biết một tin nhé, là tôi đã đơn phương ly dị anh rồi, nên là cái nhà này không có bất kỳ liên quan nào đến anh nữa. Bây giờ ra tù rồi, cố gắng mà sống cho tốt nhé. Hai người được lắm. Mày định làm gì ạ? Tao gọi công an gô cổ mày đi nhá, cho mày đi tù lần nữa đấy. Anh Minh à, có gì thì cứ bình tĩnh nói nhá, anh đừng manh động. Hai người tưởng tôi định giết hai người? Tôi chỉ ngu một lần thôi, không bao giờ ngu lần thứ hai. Ôi, đi ra đóng cửa đi, không được đổi ý bây giờ. Mà 7 năm trước, được anh trả tiền cho gã xe ôm ấy. Xe ôm nào nhỉ? À, nhớ rồi. Mà sao anh lại ra nông nỗi này? Tôi làm gì á? Vừa mới đi tù về, sợ chưa? Sợ rồi ấy, thì đi tìm chó đi. Đừng ngồi đứng đây, đi. Không, tôi không sợ anh đâu. Anh là người tốt mà. Ôi xin. Anh còn giúp đỡ tôi nữa. Tốt đẹp gì. Bây giờ ấy, tôi là người thất bại rồi. Tôi không cần ai phải quan tâm cả. Hay là cô kệ tôi đi. Cô đi đi, tôi không thấy chó cô đâu. Đi. Hay là bây giờ như thế này nhá. Anh giúp tôi tìm lại con chó. Rồi tôi sẽ giúp đỡ anh. Được không? Vậy cô nợ nhỉ. Thế là cô nợ tôi thêm một lần nữa. Là hai lần. Tôi sẽ đi tìm chó cô. Cầm hộ tôi cả. À mà cô này, tôi nói thật là tôi leo lên được mà tôi không xuống được. Tôi bị sợ độ cao. Thế bây giờ cô có cách nào chỉ tôi xuống được không? Kìa, rắn kìa. Cái gì? Rắn đâu? Rồi, rắn xuống thì lại bò lên trên đây làm cái gì cũng biết. Rắn ở dưới đất chứ, ở trên cao đây làm cái gì đấy. Anh có sao không? Không sao, đi tìm chó, đi tìm chó. Mẹ chuẩn bị hết giấy tờ cho con chưa? Con yên tâm, vẫn như lần trước. Mà lần này có chắc ăn không con? Mẹ yên tâm đi, riêng mối của ông Tú là chắc ăn. Con ấy còn chuyển tiền cọc cho mẹ đấy rồi đấy. Nếu mà vụ này mà thành ấy, thì mẹ con mình lời tiêu cả đời không hết đâu. Con chuyển nhiều không? Con chuyển 5 tỷ. Cái gì? 5 tỷ á? Dù cái con ngu này, thế sao chuyển nhiều đấy? Mẹ chẳng biết cái gì cả. Mình phải chuyển nhiều như thế
thì người ta mới tin tưởng giao hàng nhanh cho mình chứ. Tại vì vụ này mà thành nhá, con với mẹ lời gấp 10 lần chứ ít gì đâu. Cô thật không? Con mà làm á, chắc chắn là chắc ăn rồi. Mẹ cứ yên tâm đi nhá. À đây, mẹ mở cửa đi. Ok. Mời cô vào. Em chào chị. Chị là chị Trang đúng không ạ? Chào cô, rất vui được hợp tác với cô. Chị ngồi đi ạ. Đây là hợp đồng tôi đã chuẩn bị rồi. Mẹ, đi lấy nước mời khách đi. Thôi khỏi, tôi ký xong sẽ đi luôn. Tôi có việc gấp. Vậy chị ký giúp em luôn nhé. Đây ạ. Thế thì bao giờ chúng tôi nhận được hàng? Ngay bây giờ. Bây giờ ấy ạ. Nhưng mà số lượng hàng lớn như thế. Mẹ, người ta là dân làm ăn chuyên nghiệp cũng phải khác chứ. Thế bây giờ mình đi xem hàng chị nhỉ? Đi đâu? Ngồi đây có thể xem được luôn mà. Bây giờ ấy ạ. Em vào đi. Chào hai người. Sao hai người nhìn tôi ghê chứ? Không nhận ra nhau à? Sao lại là anh? Mày về đây làm cái gì? Hả? Cô cha, cô đừng tin nó lừa đấy. Nó vừa mới đi tù về, cũng liên quan hệ với cái loại người như thế này. Anh Minh, hợp đồng của anh đây. Em xong nhiệm vụ rồi nhá. Chuyện này là sao? Sao anh lại ở đây? Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi thông báo cho hai người một tin này. Trong hợp đồng đã ghi rõ, tôi sẽ được 5 tỷ vào căn nhà này. Mày, làm gì có chuyện đấy? Mẹ không đọc ký hợp đồng trước à? Hôm qua mẹ buồn ngủ quá, thế nên mẹ in rồi đưa con ký đóng dấu luôn. Mẹ có đọc đâu. Mẹ làm như thế là giết con rồi đấy, mẹ biết không? Hai người cũng không thay đổi là mấy nhỉ? Anh Minh kể hết với tôi rồi. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Mày, con danh con này. Mày dám lừa mẹ con không? Cô đừng có động đến vợ sắp cưới của tôi. Chúng mày đúng là một đôi gian phu dâm phụ, mèo mả gà đồng. Dám lừa mẹ con tao à? Đây là những gì mà tôi đáng được nhận. Hai người không nhớ rằng tôi đã phải đi tù 7 năm vì hai người à? Nếu bây giờ tôi lật lại vụ đấy thì hai người sẽ thế nào? Mày, cút ra khỏi nhà tao. Người phải cút là hai người đấy. Vì bây giờ đây là nhà của tôi và anh Minh. Để tình cô là vợ cũ của tôi, nhưng cho nên tôi cho cô một tuần biến khỏi chỗ này. Chào cô. Cút ngay. Con đừng làm mẹ sợ mà. Mẹ, tất cả là tại mẹ hết đấy. Thì ai bảo con ký? Tại sao mẹ không đọc ký thì hắn con ký? Thì con chuyển tiền mà, không phải tại mẹ đâu. Là tại mẹ đấy.